coi chùa hoài. Ok, hello, lại là Dũng Bự bên đây. Và chúng ta lại tiếp tục lấy những món đồ trong cái tựa game này nữa mọi người. Và nãy chúng ta đã lấy được 3 món đồ rồi ha. Bây giờ thì tiếp tục món đồ thứ tư. Như tôi cũng đã nói đó, thì cái này nó cho chúng ta rất là nhiều đồ luôn. Hình như là còn nữa đó. Nhưng mà làm mấy cái này trước đi. Thì hồi nãy chúng ta làm một hồi đúng không? Thì hồi nãy khi mà chúng ta đi nhảy những cái cây nấm này nè, cứ đi sao mà thấy những cái âm nhạc này á, thì cứ nhặt đi ha, vì nó cũng sẽ có ích cho mình đó. Và đúng thiệt, khi mà nhặt những cái này xong đủ 20 cái thì chúng ta sẽ được một cái món đồ tiếp không ơi, một cái metal gì đó ở sau lưng đó. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ lấy luôn ha. Tôi được bao nhiêu cái rồi tôi không biết nữa, và nó không hiện gì hết trơn vậy. Thôi giờ đi đại mọi người, nhặt đủ 20 cái là được. Rồi giờ thì đi mò một hồi thôi mọi người, cứ đi mò từ từ ha. Wow, và cái sự kiện này đu đủ quá trời luôn kìa. Hai trên... Ủa? Tôi mới có hai gì, nãy giờ tôi nhặt hơi bị nhiều luôn đúng không mọi người? Chắc là bị lắc hay bị lỗi gì rồi. Mà thôi không sao ha, nhặt tới đâu hay tới đó thôi chứ sao giờ. Rồi qua bên đây nữa và nhặt tiếp thôi. Không biết tôi được bao nhiêu rồi, nhưng mà nãy giờ hình như tôi nhặt được có 2 cái à. Thì vô lý vậy ta. Rồi được 3 cái rồi. Cái vô lý vậy, tại tôi nhặt nãy giờ quá trời luôn mà mới được có 3 cái thôi. Ukana thì chứ. Ở bên đây nãy chúng ta cũng nhặt rồi nè. Kỳ vậy. Ủa, tôi được một cái huy hiệu gì đây? Bắt cua. Này thì chúng ta sẽ không có được rồi. Wow, ở trên cao rất là cao luôn. Ủa, và thế là chúng ta được 10 cái. Vì nãy là tôi bị lắc mọi người. Trời ơi, nhặt nãy giờ nó cũng lên rồi nè. À, trên đây. Rồi, được 11 trên 20. À, chắc tôi nghĩ là ao ga nó sẽ mất cái gì đó. Và có mấy bạn đang chào tôi ha. Thì tôi làm mấy cái sự kiện nên là tôi cũng không để ý lắm mọi người. Làm cho lẹ rồi kết thúc nghỉ thôi chứ cũng không có rảnh mới để chào các bạn ha, nên là cho tôi hỏi các bạn. Khi mà tôi quay những cái tựa game khác thì tôi sẽ chào, chứ những sự kiện này cũng lười chào mọi người. Chung thì không có tâm trạng để chào luôn đó. Rồi, được mở cái tree gì nè, tầm ở trên đây luôn. Ở trên đây nó có một cái phao nữa, chắc là được đồ nữa rồi. Khi mà nhảy lên cái phao này chắc là ta sẽ được đồ miễn phí rồi đó. Tôi rớt mất tiêu rồi, biết ở trên kia là có gì đây. Tôi thấy quá trời mấy cái này luôn nè. Mà âm nhạc mà full full gì đó mọi người. Ở cái đó thì chắc nhặt được 5 cái chúng ta sẽ được đồ nữa rồi. Đi đường này xem như thế nào đây. Rồi, nhặt được một cái kia nữa rồi. Đi xuống đây luôn. Được bao nhiêu mà ta không thể ý nữa. Thôi ráng nhặt cho xong rồi đây. Chung các bạn cứ nhặt lại thôi chứ tôi cũng không biết chỉ sao ha. Biết gì tôi làm đó thôi. 18 rồi nè. Lên đây luôn quá. Tình thử coi. Chính cái cây này là nhặt đủ 5 cái là chắc được đồ đó nè. Cây bên đây nè mọi người, 5 cái màu một cam cam này ha. Chắc là nhặt được là chúng ta sẽ được đồ đó. Sau rồi tôi thấy rồi nè, một cái nữa và được 19 cái rồi. Còn cái cuối không biết nằm ở đâu đây. Trên đây thì không có gì mọi người, tôi lên trên đây rồi, toàn là full power gì thôi. Đạp cái này được gì? Wow, ăn đêm rồi, tôi chuyển được thời gian ngày đêm luôn cả. Holy moly, phải tiêu thực. Rồi, tôi thấy cái cuối của tôi sẽ lâu rồi mọi người. Rồi mọi người sẽ zoom ra như thế này, nó nằm ở trong cái khu này nè. Phải tiêu lực nãy giờ tìm không ra luôn, nằm trong cái hang ha. Coi và tôi đã nhận được một cái vật phẩm đó rồi ha mọi người, một cái món đồ rồi. Bây giờ thì hãy đi vào avatar và xem thử coi cái món đồ này nó đã vào rương chưa ha. Ok, let's go. Một cái cánh hoa thôi mọi người,
thì cái này nó sẽ nằm ở sau lưng. Rồi tôi mang luôn ha. Và hiện tại mang rất là lát luôn, nên là mang những món đồ này nó bắt tầm hẹn em kiếp sau luôn á, nó lâu vãi tèo luôn rồi. Wow, một cái bông hoa của một cái ứng dụng, wow, rất đẹp luôn mọi người, chị là quá ok rồi. Đồ miễn phí vậy là được rồi ha, không cần đòi hỏi nhiều đâu. Và chắc video của tôi đến đây là hết rồi mọi người. Nào mà thấy hay thì hãy để lại cho tôi một like và subscribe. Ngoài ra hãy comment bên dưới video cho tôi biết là mọi người có thích tôi làm về những cái tựa game vui nhộn, những cái tựa game hài hước đúng ha. Tôi là Vũ Bưu Anh, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye.